Cái gì á con? Sao vậy? Đang mới ngủ dậy phải không? Ngoan nhờ. Mẹ đang cắt cái cây để cho ca ăn nhá. Thấy không? Nào mẹ bế nào. Mẹ bế nhé. Đây mẹ đang cắt cái cây này. Nha. Con giỏi quá nha. Đói bụng chưa? Đói bụng nha. Mẹ xem nào. Mẹ đang cắt cái cây nha. Để cho ta ăn nhá. Nào có đói bụng nha. Mẹ đói bụng nha. Rồi ta ngồi xuống đây để mẹ. Mẹ làm xem nào. Mẹ ngồi xuống. Làm được tay không? Đi xuống. Sạch rồi. Đấy. Làm ca xuống đây ngồi mẹ rửa tay. Ngồi xuống đây không chơi nữa, không nghỉ nữa. Ngồi đây ăn này, mẹ vào mẹ bế em nhá. Nào. Đợi mẹ vào bế em nhau. Nha.
nhà chị em xong rồi mẹ bé em lên ăn nhau nha. Chưa? Ừ. Con ăn no chưa? Xem nào, xem cái bụng no chưa nào. Ừ. Ui, trời ơi no thế hả? Đang còn để đây nữa hả? Đang cất đi hả? Ừ. Ừ. Ngon quá, con giỏi quá nha. Giờ con ngồi xuống đây đi, mẹ cho em ăn. Đi. Đi ngồi xuống đây. Đấy. Ngồi xuống đây. Cái gì vậy? Nhà xem con ca chuyện, con chơi nhá. Giỏi đó nhỉ. Ừ. Thương ca cái nó giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá. Để mẹ bóc cho em nhá. Em ngồi thẳng ra đâu. Ăn được không? Ừ. Ca ơi. Con ăn được không? Nhỉ nhá. Con có ăn được không? Ừ. Ăn quá trời đấy nha. Ăn đi nhá. Để lấy cho ca ăn nhá. Ừ. Ăn đi. À không ăn nữa. Ăn thôi nhá. Để con ngồi đây chơi nha, để mẹ cho em ăn nhá. Em không biết tay nữa.